Để suy đi. Cô là nhân viên làm thêm mới tên là Hashida đúng không? Dạ, rất mong được giúp đỡ ạ. Có vẻ như quản lý tiệm này nghiêm khắc đây. Sợ quá à. Nội dung công việc cũng như cách đánh máy cô đã hiểu rõ rồi chứ? Dạ rồi ạ. Thỉnh thoảng thì có thể có hộp CD bị rớt từ trên kệ xuống. Trong trường hợp đó thì phải làm sao đây hả? Phải đặt hộp để lại chỗ cũ liền. Rồi xong. Mắc cười quá. Tự nhiên cái xong rồi. Thấy ngộ ngộ sao? Gặp phải tên già lũ đạn. Cười quá. Rồi bây giờ tôi nhờ cô coi tiệm này giùm tôi. Tôi vô trong xem báo cáo bán hàng của ngày hôm qua đây nha. Báo cáo bán hàng. Xong rồi tôi lại ra đây đó nha. Chỉ có mình em ở đây thôi hả? Không sao đâu. Thời gian này vắng khách lắm thôi. Rảnh rỗi đó nha. Rảnh rỗi. Hãy cố kiềm chế lại đi. Chân phải của tôi ơi. Cái số mình đi làm hoài chắc không được quá. Việc lúc trước thì cãi lộn với khách hàng và bị đuổi mới qua đây nè. Chào. Xin chào quý khách. Chào. Dạ chào quý khách ạ. Ở đây có bán đĩa truyền thuyết máy quay bao tử của bộ công chúa hạt bắp không vậy? Dạ cái đó mới nhập về ạ. Xin anh đợi chút xíu. Nè, cô nhớ lấy giùm cái mới nghe. Mấy cái mà đã đưa cho người khác xem rồi tôi không thích đâu. Dạ. Có phải cái này không ạ? Lấy cho tôi 3 cái luôn nha. Hả? Lấy 3 đĩa luôn sao? Một đĩa để nghe, một đĩa là để cho mượn, còn một đĩa là tôi để dành đó mà. Quá rảnh luôn. Dạ thưa, 3 đĩa của quý khách đây ạ. Có kèm theo 3 tấm poster phải không? Dạ poster hả anh? Cảm phiền anh đợi một chút ạ. Tôi nghe nói sau khi mua đĩa CD của bộ công chúa hạt bắp sẽ được tặng kèm cái poster. Dạ thưa anh, tặng kèm poster chỉ dành cho những khách hàng có đặt trước thôi ạ. Thôi không cần đâu. Tiệm gì chán quá. Nhân viên chán ngắt. Cảm ơn nhiều vì đã ghé tiệm. Đồ khách cả chướng à. Tới lần thứ hai nữa là tôi cho vô bồn ngâm liền đó. Đứa bé đó đang làm gì vậy ta? Làm gì vậy? Nè, cái này là đồ bán mà chứ đâu phải là đồ chơi đâu thằng nhỏ. Nhưng mà lúc nãy em thấy chị cũng. Cái đó không phải là sếp chơi đâu. CD là thứ, không phải là đồ chơi đâu nghe chưa. Vậy chứ là gì chị? CD là thứ để nghe nhạc hoặc là để học tập đó, em có biết chưa? Cái nè. Mình đã nói rồi mà, không phải để chơi trò chơi đâu nghe chưa. Cái này thì Nohara Shinosuke. Nohara Shinosuke. Được nhiều người thích quá ha. Ồn ào quá. Cái tên nghe lạ quá. Chắc là ca sĩ mới. Nohara Shinosuke đã đến đây rồi. Hả? Nohara Shinosuke. Qua đua nở cùng khoe sắc. Trên con đường mà bước chân tôi đi qua. Và sau đây tôi xin hát tặng quý vị một bài bằng cả tấm lòng của mình. Bài hát tên Con chim non của tôi ở tầng cái trong gì đi. Chứ? Nè nè. Sao tự nhiên đứng đây hát vậy? Ở đây á, không phải là phòng karaoke đâu, có biết chưa? Nè nè, em gì đó ơi. Dạ xin chào quý khách. Em có cái đó không? Cái đó đó. Chị nói cái đó là sao chị? Thì cái đó là cái đó chứ còn gì nữa. Không phải chuyện của nhóc, im đi nha. Ê, trời ơi, thì là cái đó đó, hỏi hoài vậy. Vậy chị cứ nói cái đó hoài, nhưng mà em không biết cái đó trời là gì. Chán quá đi, công trình tới đây rồi mà lại thì là cái đó đó. Cái
chồng ban đầu á nha. Có phải là nhà Nhật không ạ? Tôi như vậy thì làm gì có chuyện nghe nhạc Tây được chứ. Chồng ca ba. Ai mà biết được chứ. Là cái đó đó mà. Là đĩa của nam ca sĩ phải không chị? Đúng rồi, đẹp trai lắm. Tôi là fan hâm mộ của ảnh luôn đó nha. Là fan hâm mộ mà quên tên hết trời. Để coi, hình như có chữ CM đó nghe. CM là viết tắt của chữ gì vậy chị? Là cái đó đó, chữ CM của cái đó. Giải thích kiểu đó hiểu được chết liền á. Gieo hạt đậu đỏ, bơn 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 to. Đúng rồi là cái đó đó. Là ca sĩ Hosawa Kiyoshi đó chị. Cậu Kiyoshi đó. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi. Tôi là fan hâm mộ của cậu ấy đó. Vừa đẹp trai lại còn hát hay nữa. Cậu ấy vừa ra album hạt đậu đỏ đó, có đúng không? Vậy tại sao cô cứ lặp đi lặp lại cái đó 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 hoài vậy? Vậy ở đây có cái đó của cậu Kiyoshi không? Là cái đó đó. Đợi nữa hả? Dạ, ở đây tiệm em có bán đầy đủ các album của ca sĩ Kiyoshi luôn đó chị. Ngoài album mà chị đã nói ra thì còn có album Chuyến tàu lưu luyến và nhiều CD khác nữa luôn đó. Album CD đầu tay của ca sĩ Nohara Shinosuke cũng có luôn nè. Hình nếu mua liền thì sẽ được bắt tay và tặng thêm chữ ký á. Nè cô nhóc kia, sao cứ ở đó nói leo hoài vậy? Để chị bán hàng với chứ. Nè. Hả? Cái tôi cần không phải là đĩa CD đâu. Vậy là bằng cassette hả? Không, đó là hình ảnh của Kiyoshi kia kìa. Hình ảnh hả? Không biết là có không vậy. Làm gì có chứ. Hả? Làm gì thấy ghê vậy? Làm giật mình hết trơn luôn à. Đúng là tuổi trẻ bây giờ chán quá đi mất. Không biết lễ phép cái gì hết trơn hết trội à. Thật sự không thể nào hiểu nổi cái bà này luôn mà. Thôi đừng có nóng giận nữa bà chị ơi. Còn nhóc con thì ở đây tới khi nào đi hả? Tới đây để tìm cái gì hả? Dạ. Đang làm gì vậy hả, Hasuya? Dạ. Dù là trẻ em thì cũng là khách quý của tiệm đó. Khi mùa hè mà tới thì quý khách Summer. Nghe mùa hè tới nhưng mà sao tự nhiên em thấy lạnh trong người quá. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Bên chị? Bên kìa. Thiệt đó, toàn là khách gì đâu không mà quản lý tiệm thì tào lao dễ sợ. Không biết có làm việc này nổi không nữa. Dạ xin chào. Dạ xin chào quý khách. Cho hỏi có bán đĩa album mới của cấu trúc Panda không vậy? Dạ có. Cái này đúng không ạ? Đúng rồi. Lấy cho tôi cái này ngăn. Là ba đó hả? Shinosuke cũng ở đây hả con? Nè, ba mua nè. Ba mua cho con cái đó hả? Con cùng với Hima nghe chung đó ngang. Yeah, ta thiệt là rộng bụng á nha. Rộng bụng. Phải nói là rộng lượng mới đúng đó con. Rộng bụng. Nói vậy cũng được mà. Dạ cảm ơn quý khách nhiều lắm. Chào con. Cảm ơn con nhiều nha. Tạm biệt. Yeah, cố gắng thôi. Hả?